Hello, xin chào mọi người. Rồi, hôm nay mình làm clip này là mình chỉ cho mấy bạn mà hay hỏi là đi mua tôm lựa con nào là con trống, con nào là con mái. Và mỗi lần mình có chỉ mà mình không có quay video rõ thì mấy bạn không biết. Thì ở video hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem và những cái dòng tôm mà phổ thông ở người tiệm cá kiển người ta hay bán đó các bạn. Thì những con nào là con trống, những con nào là con mái. Thì ở video này mình sẽ chỉ cho các bạn để các bạn đi mua, các bạn dễ lựa nha. Thì đây là cái hồ mà mình nuôi tôm gót này các bạn. Thì bây giờ mình vớt lên cho các bạn coi một con rồi mình chỉ các bạn là con nào con trống nha các bạn. Để coi trống mái thì các bạn phải mở cái bụng nó lên. Đó. Các bạn thấy ngón áp út của mình không? Mình đang chỉ cho các bạn coi nè. Con trống nó sẽ có hai cái kim nhọn màu trắng dưới phần bụng và phần đầu đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Nó có hai cái nhọn màu trắng đó các bạn. Đây là con đực. Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt một con cái cho các bạn coi. Con mái thì các bạn cũng nhìn giữa cái phần bụng và phần đầu nhé các bạn. Và con mái thì nó sẽ không có cái ngạnh đó. Nó sẽ không có cái ngạnh trắng. Đây các bạn thấy không? Cái bụng nó chỗ nó không có cái ngạnh trắng. Con trống sẽ có và con mái nó sẽ không có nha các bạn. Con này trống trơn à. Các bạn thấy không? Thì con này sẽ là con mái. Những cái dòng mà rù cam đó các bạn. Và lại cái dòng gót này á. Thì các bạn chỉ cần mở bụng lên là các bạn thấy thôi. Mình bắt lại cho các bạn coi nè. Mấy con này nó lanh lắm, mình không có giờ mình bắt bằng tay các bạn. Nè, bây giờ các bạn nhìn lại con trống nha. Đó các bạn thấy chưa? Nó có cái ngạnh màu trắng. Đó các bạn thấy không? Giữa phần bụng và phần đầu nó sẽ có một cái ngạnh màu trắng, nó sẽ cứng hơn những cái con mái nha các bạn. Con mái nó hoàn toàn không có. Đó, thì cái dòng gót này là mình phân biệt trống mái vậy đó các bạn. Nè, con mái nè các bạn thấy chưa? Chỉ cần mình dở bụng lên là mình thấy liền. Con mái nó sẽ không có. Nó chỉ có những cái màng bơi dưới bụng thôi các bạn, những cái màng đó thì nó rất là mềm. Nói chung là khi các bạn đi mua tôm, các bạn nói người ta dở cái bụng con tôm lên, đó, con trống nó sẽ có cái nhận. Nó mình chỉ rất là rõ ràng nha các bạn. Để các bạn đi mua không bị lầm, để nhiều khi mà mua hai con đực hay là hai con cái về nhà mình nuôi nó sẽ không có sinh sản được. Còn đây là con red lao. Red lao này mình cũng chỉ cho các bạn luôn. Cái dòng tôm này là người ta cấm nuôi nha các bạn, cấm mua bán chứ, nhưng mà các bạn nuôi là không được thả ra môi trường. Đó các bạn thấy chưa? Hai cái chân dưới cuối cùng nó sẽ có hai cái ngạnh. Đây là con đực. Hai cái chân cuối cùng nha các bạn. Và hai cái chân mà hàm từ trên xuống hàm thứ hai nó sẽ không có cái lỗ thì đó sẽ là con đực. Hàm dưới cùng có ngạnh và không có lỗ ở cái hàm chân thứ hai là con đực. Còn đây là con cái này các bạn. Cái hàm chân thứ hai từ trên đỉnh đầu xuống các bạn thấy không? Dưới khớp chân ở trong cái chân mình đang chỉ ngón tay nè. Đó, trong cái chân của nó có hai cái chấm tròn, các bạn thấy chưa? Đó, hai cái chấm tròn giữa cái mắt chân ở trong á. Nó là con cái nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Cái chân thứ hai từ trên xuống. Còn con này là con đực. Hàng chân thứ hai xuống nó không có lỗ mà ở cái hàng cuối cùng nó có cái ngạnh. Nó sẽ là con đực. Đó, mình chỉ cho các bạn rất là rõ. Còn đây là cái dòng rồ cam. Đây là một con rồ cam mái. Các bạn lật bụng lên các bạn thấy không? Nó không có cái ngạnh. Đó. Đây là mấy cái màng bơi của nó thôi. Nó không có ngạnh nha các bạn, chỉ có con đực nó mới có cái ngạnh. Bây giờ mình sẽ bắt con đực để cho các bạn coi. Đây, đây là con đực các bạn thấy không? Vừa dở lên là nó có hai cái ngạnh màu trắng. Thì nó là con đực nha các bạn, chắc chắn nó sẽ là con đực. Những cái dòng tôm này thì tiệm cá kiển người ta sẽ có bán, cho nên mình sẽ chỉ các bạn những cái dòng mà phổ thông nhất để các bạn đi mua khỏi bị lầm. Đó, con mái thì nó không có ngạnh, thấy chưa? Đây là cái dòng mà
Rồ cam như các bạn giá thị trường thì có mấy chục ngàn con à. Còn đây là Volcano. Con này thì nó dữ lắm nha các bạn, bắt nó phải cẩn thận cho nó, mà kẹp là đứt tay đổ máu các bạn. Càng của nó bự bự lắm, như là bù cạp nha các bạn. Này các bạn thấy không, cái hàm chân nha, không tính càng nha các bạn, cái hàm chân thứ hai từ trên đầu xuống nó sẽ có hai cái lỗ các bạn thấy chưa, ở trong cái khớp chân trong cùng luôn nó sẽ có hai cái lỗ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một con tôm đực cho các bạn coi. Đây là các bạn, đây là con tôm đực nè. Đó các bạn thấy không? Cái hàng chân thứ hai nó không có lỗ, mà cái chân cuối cùng nó sẽ có hai cái ngạnh. Nó sẽ có hai cái ngạnh dài, đó, hàng chân cuối cùng có hai cái ngạnh. Đó các bạn thấy không? Và cái hàng chân thứ hai nó không có lỗ thì những cái con nó sẽ là con đực. Nó rất là dễ phân biệt, bởi vì vậy video này mình làm mình chỉ rất là nhanh cho những bạn nào mà đi mua, các bạn khỏi bị lầm là hai con đực hay là hai con cái hay các bạn. Rồi. Và mình xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào mọi người.